Nữ diễn viên Tăng Khả Ni là cái tên không còn quá xa lạ đối với khán giả đại lục lẫn quốc tế. Là sao nữ có ngoại hình cực xoái, nhan sắc siêu ngầu khiến các fan không khỏi rần rần. Chưa hết, Tăng Khả Ni còn từng được ghép cặp với Chi Pu. Tăng Khả Ni là một diễn viên ca sĩ thần tượng người Trung Quốc hiện đang trực thuộc công ty giải trí Giác Tỉnh Đông Phương. Cô được biết đến nhiều khi đảm nhận vai diễn Nhậm Địch trong bộ phim Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa và tham gia vào chương trình thực tế Sống Còn Thanh Xuân Có Bạn mùa 2. Năm 2016, cô tham gia chương trình Sống Còn Girls Fighting và được chọn làm center cho ca khúc chủ đề của chương trình. Cô kết thúc với thứ hạng 5 ở chung kết và giành được danh hiệu Diamond Girls. Các thành viên thắng cuộc của chương trình với dự định ra mắt trong một nhóm nhạc nữ. Tuy nhiên, một vài trục trặc xảy ra và cơ hội ra mắt đã bị hoãn lại. Tăng Khả Ni tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành múa dân gian. Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia vào đoàn âm nhạc và vũ đạo Thượng Hải, nhưng sau đó chọn làm thực tập sinh để trở thành ca sĩ. Sau khi gia nhập giới giải trí vào năm 2016, có ký hợp đồng với Planner Culture Thượng Hải và trở thành một phần của nhóm Trainee 18 cùng với Phó Tinh. Không lâu sau đó, cô rời công ty và gia nhập Giác Tỉnh Đông Phương cho tới nay. Tuy có khởi đầu là ca sĩ thần tượng nhưng về sau, Tăng Khả Ni lại bén duyên với diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của mỹ nhân này phần lớn là điện ảnh, trong đó phải kể đến Thiếu Nữ Tỏa Sáng vào năm 2019. Tuy chỉ đóng vai phụ nhưng với ngoại hình ngầu, khí chất và khác biệt so với các bạn diễn nữ khác, Tăng Khả Ni được nhiều đoàn phim săn đón vào vai khắc tinh của nam chính và dễ được khán giả ghép đôi với bạn diễn nữ. Đơn cử là khi tham gia bộ phim ngôn tình đình đám Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa, vai Nhậm Địch của Tăng Khả Ni được mến mộ, thậm chí đẩy thuyền với nữ chính Chu Vận. Cô nàng trong phim cũng có mối quan hệ như nước với lửa cùng nam chính Lý Tuân. Ngoài đời, Tăng Khả Ni và Trương Tịnh Nghi từng có nhiều khoảnh khắc thân thiết gần gũi khiến fan thích thú. Hay trong bộ phim Đang Đợi Ngày Lên Sóng, Thiếu Nữ Nguyệt Sang, cô nàng cũng vào vai Kết Nguyệt và có một số cảnh hành hạ nhân vật nam vô cùng hài hước. Gần đây nhất, Tăng Khả Ni gây sốt tại phim trường cổ trang Vân Chi Vũ vì thời trang cực cháy, diễn vai cameo nhưng nổi bật không kém gì dàn nhân vật chính. Ngoài Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa cùng với Vân Chi Vũ, Tăng Khả Ni còn được khán giả Việt nhớ đến vì khoảnh khắc cùng chung khung hình với Chi Pu. Cụ thể, cả hai cùng tham gia show Đạp Gió 2023 và những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi sau khi Chi Pu đăng tải loạt hình của bản thân tại hậu trường chương trình. Theo đó, ở tập đầu tiên của Đạp Gió 2023, Chi Pu mặc một chiếc váy bồng bềnh và khó di chuyển cho phần trình diễn đóa hoa hồng. Là người đầu tiên phát hiện ra sự bất tiện đó, Tăng Khả Ni đã chủ động đưa tay đỡ Chi Pu lên xuống bậc thang, thậm chí còn liên tục nhìn theo để đảm bảo cô nàng không bị ngã. Dù chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng sự tinh tế của nàng Nhậm Địch đã hoàn toàn hạ gục trái tim người hâm mộ. Thời điểm tham gia Thanh Xuân Có Bạn mùa 2, Tăng Khả Ni ngoài nhan sắc siêu ngầu thì cô còn gây ấn tượng khi sở hữu vòng eo chuẩn chỉnh được so sánh với cả Lisa. Cụ thể, nhiều khán giả ngưỡng mộ body thanh mảnh, vòng eo săn chắc của Khả Ni. Thậm chí có nhiều ý kiến còn cho rằng cô học trò của huấn luyện viên Lisa là người sở hữu vóc dáng đẹp nhất trong chương trình. So sánh với Lisa, vòng 2 của Tăng Khả Ni cũng thon thả không kém huấn luyện viên của mình. Trong rất nhiều khung hình, Lisa và Tăng Khả Ni được fan so kè và cho thấy kết quả 1-9-1-10. Diện áo crop top, Tăng Khả Ni trở thành người nổi bật nhất nhì nhóm B bởi vóc dáng nuột nà, các đường cong cơ thể gợi cảm rõ nét. Khi tìm lại hình ảnh những ngày đầu tham gia chương trình của Tăng Khả Ni, khán giả cũng bất ngờ vì nhan sắc đáng yêu và phong cách ngoài đời na ná Lisa của cô. Tăng Khả Ni chuộng lối ăn mặc cá tính, năng động, khỏe khoắn như đàn chị. Giữa dàn thí sinh của Thanh Xuân Có Bạn 2, đôi chân dài miên man của Tăng Khả Ni cũng chính là lợi thế khiến cô nhận được sự chú ý. Không cần trang điểm hay ăn mặc quá cầu kỳ, trong những bức hình đời thường, Tăng Khả Ni thường chỉ diện những bộ cánh đơn sắc chấm phá bằng một vài phụ kiện cách điệu. Để có được vóc dáng cân đối, Tăng Khả Ni thường xuyên tập gym. Thêm vào đó, cô cũng sắp xếp một chế độ ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng. Rõ ràng, Tăng Khả Ni là một nghệ sĩ đa tài và sở hữu một ngoại hình cá tính có nét riêng. Bởi vậy, mong rằng trong tương lai, cô sẽ tiếp tục phát triển và giành được nhiều tình cảm của công chúng hơn nữa.